lao công hay là đốc công rồi rồi mình làm cái mình cứ xăng nhé. Học với tôi 19. Then report. Report là báo cáo nha, thuộc chữ đó nha. Report. Bỏ vô sách có không? Report thì là report. Report. Yeah. Report. Chứ không phải là report. Nhớ chưa? Report. The accident. Accident. Bỏ dấu trên chữ ác. Yeah. The accident. To your agent. Then report. The accident. To your agent. Cũng giống như là đấng cứu chuộc là Kitô đã chết cho sự bất toàn của chúng ta. Câu số 20 và câu số 21 là câu nói về đạo. Quý vị cũng đọc cho nó biết với tôi. It's just like. Cái chữ đó mình nói thường lắm. It's just like cũng giống như. Đọc với tôi. It's just like. It's just like. Cái đó nó cũng giống như. Cái đó giống như tôi với anh thôi. It's just like you and me. Thấy không? Cái đó cũng giống như hồi mình rời Việt Nam thôi. It's just like when we left Vietnam. Thấy không? Cái đó cũng giống như mình đi Tây vậy thôi. Giống như là mình bay ra. Mình bay trên bay vậy thôi. It's just like we fly on the air. Cái đó cũng giống như mình đi xe hơi vậy thôi. It's just like. Cái chữ đó là chữ đầu môi chốt lưỡi của mình đó, nó cũng giống như là đó nhé, cũng như là it's just like the savior. Savior là cái người mà cứu chuộc, hoặc là cái đấng cứu chuộc á, hay là người mà cứu rỗi mình á, hay là cứu cho mình trong cái cơn hoạn nạn, cái đó gọi là savior. Savior ra từ động từ gì biết không? Save. Save là có nghĩa là cứu. Save là cứu. Cứu tôi với. Thì nói sao? Save me. Save me. Cứu tôi. Save me. Cứu tôi. Cứu tôi với. Thì nói sao? Cứu tôi với. Save me please. Yeah. Save me. Save me please. Viết vậy được không? Được. Cái đó là viết tắt đó. Tôi chỉ cho biết thôi, chứ đúng là phải viết là please đàng hoàng nhé. Please. Đó là save. Cái bản này còn để lại, hay là cái thông cáo người ta viết. Dán rồi người ta để chữ save là đừng có xé dục. Save. Tức là để lại đó. Còn ở trong bank của mình thì mình có cái saving account. Thấy không? Checking account là cái chương mục mình viết sách, mình dùng. Nhưng mình có cái chương mục mình để dành. Đó là the saving account. Cái đó là saving account. Saving. Save với động từ save nó thành gerund, thành là saving account. Là chương mục để dành. Yeah. Đọc với tôi. Saving, saving. Account. Account. Saving account. Bạn có tiền để dành không? Nói sao? Do you have? Do you have any saving? Đủ rồi. Do you have any saving? Bạn có tiền. Bạn có tiền để dành không? Do you have any saving? Do you have any saving? Do you have any saving? Or do you have a saving account? Tôi có a saving account mà không có tiền. Không để có nộp bạc đâu. I have saving account. Yeah. Rồi khi mà mình đi tị nạn, hồi xưa mấy lúc sau đi tị nạn mà còn thuyền á. Thuyền á mình kéo cái cờ lên hay là kéo cái áo quần lên để mình viết chữ SOS nhớ không? SOS. Đó, chữ đó có nghĩa là save our souls. Hãy cứu những linh hồn của chúng tôi. Câu này là cái câu mà nó xài cho thủy quân á, thủy thủ á, mà đi biển đó. Họ viết khi nào họ viết, họ kéo cái này lên là biết là cái tàu đó đang gặp nạn. Tới cứu họ, cái đó là save. Hãy cứu our souls. Soul đây là mạng đó chứ không phải linh hồn đâu. Nhưng mà ý của nó là mạng người đó. Hãy cứu mạng chúng tôi. Save our soul. SOS. Yeah. Khi nào quý vị nghe mà thấy cái gì là cái dấu như vậy là biết nó là người ta kêu SOS. Đó. Cứ nghe đều đều vậy là biết là có người ta kêu cứu mình đó. Thấy không?
hay là thấy ba cái cục nhỏ, ba cái khối đi lớn, hay cái gì đó. Hoặc kể chuyện hồi đó mấy ông mà tù binh mà Mỹ hồi xưa mà bị nhốt ở ngoài Bắc Hà Nội đó. Đó, mà mấy ổng là cái vách tường đó, họ gõ gõ nhau, họ truyền tin nhau được, nói chuyện qua lại được hết, hiểu không? Thế nên là cái chữ là ăn được cái chữ save our soul, hiểu không? Đọc với tôi, save our souls, save our souls, save our souls. Ai cũng đi hết ngoài ra tôi, hay sao? Everybody left, ai cũng rời khỏi đi ngoài ra tôi thì sao? But me cũng được hay là save me. Everybody learns English. Ai cũng học tiếng Anh. Save me. Ngoài ra tôi không có học. Thấy không? Cái save đó là còn lại đó. Yeah. But me. Everybody is rich. Ai cũng giàu. Ngoài trừ tôi. Everybody is rich. Ngoài trừ tôi. Nói sao? Save me. Chứ không phải là ai cũng giàu cứu tôi với, không phải everybody is rich, dấu phẩy, save me, ngoài ra tôi, hay là but me, ok, but me hay là save me. Thế coi còn có cái chữ gì mà save nữa không? Mình đi ra chợ bữa nay thì nó bán rẻ thì nó kêu là sale, chứ nó không có save ha. Treo cái chữ sale là lớn ha, sale là bán rẻ, sale. Bên Tây hồi xưa Việt Nam kêu là bán gì, bán xôn hay bán gì đó, xôn á, tiếng Tây bán xôn, bán xôn. Bên Mỹ thì bên này có đi sale, rồi Việt Nam mình đâu kêu là sale, sale. Cái người mà đi bán hàng á, đi bán dạo đó, cái ngoại người đó là gì? Sale gì? Sale person, salesman, salesman là người đi bán, đàn ông đi bán bảo hiểm, bán này kia. Hay người bán xe hơi đó cũng là salesman, yeah. Salesman, yeah. Rồi ai còn nhớ chữ gì có chữ save nữa không? Khi mà đánh thông tin trên computer, save đúng rồi, trên computer nó có chữ mình save và hay là save as nữa. Mình bấm vô cái save as là chắc ăn, yeah. Bấm mình sợ mất á, bấm vô cái save as, cái rồi nó hiện ra cái ô cho mình, rồi mình đặt cái tên vô đó, đặt cái tên Lê Văn Ổi, Nguyễn Văn Xoài hay là Las Vegas gì đó, cái thì cái đó nó thành cái tựa cho mình, nó cất nó cho mình, thành ra rủi mà máy mình nó cúp điện hay là nó mất gì đó thì cái đó nó vẫn còn đó, hay là mình đang viết cái bài, cái ví dụ tôi đang viết cái bài đó. Cái tới khúc đó rồi cái thì tôi sợ rồi nó mất thì cái tôi bấm nó vào, thí dụ bấm đó là thí dụ như là hôm bài nói rằng là sự bác ái chẳng hạn vậy nhé, sự bác ái hay là cái thì nó save vô đó, rồi mình đánh tiếp một trang nữa mình cũng đánh trở lại, cũng để cái tựa sự bác ái thì nó nhập đè lên cái cũ thôi, nó sửa lại những gì mà mình trong cái trang sau đó mình sửa, thì mình bỏ dấu bỏ viết hay mình thêm khắc thì cái mới nó đè lên cái cũ, thành cái mình cứ còn hoài đó, rồi mình lôi nó ra mình học rồi nhé. Ô, trước khi về quên nữa, thuốc in cái tờ này tặng cho các bạn đem về nhé. Yeah. Này tôi làm mày hồi tôi nằm nhà thương cách đây 4-5 năm á, tôi tại vì tôi sắp mổ đó, thành ra không biết là có đi Đức luôn hay không Đức, thành ra tôi làm câu này cũng giống như là để đời vậy, mình cũng nói về là cho than thanh thân trách phận hay gì, bà con mình có chưa? Cái này tôi viết 4 có 12, 4 gì hình như 15 chữ á, tôi gửi về Việt Nam. Việt Nam viết phát qua cho tôi, nghe không? Đó, quý vị cái này photo lớn ra treo lên trên một cái vải vàng treo nhà chơi cũng được, nghe không? Tiền thân ta là tiên, nghe không? Tiền thân cái kiếp trước của ta đó là tiên, nghe không? Bụi trần ta tạm gửi, đây là cái bụi trần thôi. Hôm trước hình như tôi có cho dịch tiếng Anh này ra cho quý vị nhớ không? Trong lớp mình đó, tiền thân đó, the previous life, tiền thân, cái đời trước ta là thân. Tại vì trước khi mà chúng ta thành người đó, là chúng ta là bụi đất.
đúng không? Bụi đất, hạt bụi nào hóa kiếp tên tôi đó. Bây giờ mình chết rồi mình thành bụi đất lại, nhưng mà mình một có cái hơi thở mà cái nguồn sống của ơn trên của Thượng Đế cấy vào, cho nên mình mới có mình. Hả? Cho nên cái nguồn sống mà ơn trên cho vào đó là cái tiền thân của mình đó, kiếp trước của mình đó. Biết kiếp đó, không biết mình sao, nhưng mình biết là mình có trước, nghe không? Cho nên cái đó, cái trước nó là cái previous life, yeah. Previous previous life là cái tiền thân đó, cái đời trước đó. Kiếp trước mà mình không nói là mình kiếp trước là con heo, con bò, con chó mà đâu. Kiếp trước là mình biết là gì, nhưng mà trước á mình biết mình có, yeah. Rồi mình mới nhập vô cái bụi đất này, nó mới ra mình. Yeah, tại vì mình chết á, thì mình trở về bụi đất đúng không? Nghe không? Câu tiếp theo là bụi trần ta tạm gửi. Bụi này là cái bụi trần. Mình mượn cái bụi trần này là cái tiền thân của mình mới gửi vào trong cái bụi này. Tiền, yeah, bụi trần ta tạm gửi. Tại sao gửi? Ông bà mình nói sao? Sống gì? Sống gửi, thật rẻ. Nghe không? Sinh ký, tự quy, nghe không? Cho nên cái kiếp trước của mình là mình gửi vào trong cái thân bụi khác này. Bụi trần ta tạm gửi. Rủ sạch nợ kiếp người. Đây là một cái nợ người mà mình phải sống thôi. Mình không phải nợ sẽ được. Mình đâu có muốn ra đời này đâu, mà tại sao mình ra đời này? Cha mẹ sanh mình, cha mẹ đâu có hỏi ý mình. Ông bà không ai hỏi ý mình hết. Trời sanh ra mình, trời cũng không có hỏi ý mình hết. Nó là cái nợ rồi. Nợ của cái kiếp người nhé. Nhưng mà cái nợ kiếp người nó đâu phải là nó còn dơ nữa, chứ không phải mà nó ra mà nó sạch đâu. Mình ra nó là bụi của hồng trần mà. Bụi trần nó đủ thứ tham, sân, si, đủ thứ chuyện đó. Nó đeo theo mình hoài. Thấy không? Mình nó muốn chạy trốn nó cũng chạy theo mình đó. Nhưng mình phải rủ sạch cái nợ đi. Rủ sạch cái nợ. Ha? Rủ sạch nợ kiếp người thì ta về lại cõi tiên, nghe không? Rủ sạch hết đi rồi đó, hồi là mình trở về bụi đất thì cái phần hồn của mình về lại kiếp trước, về lại cõi tiên, cõi ở trên đó, nghe. Yeah. Cho nên tôi mới gọi là cái sĩ Sơn mình học thôi. Sơn là cái linh hồn đó, nghe. Yeah. À. Cái này là thực sự tôi lấy cái này là trong giáo lý của Kitô giáo đây, chứ không phải là Lão Trang Phật giáo, mà nghe giống như Lão Trang, giống như là Phật giáo. À, nghe Phật giáo, Phật giáo, Phật giáo là mình, tại vì Phật giáo là kiếp vô thường, là vô thường, mà trong Đạo Chúa cũng có nói vô thường, sớm nở tối tàn mà, chúng ta như cái hoa sớm nở tối tàn đó là vô thường, đó thấy không, cũng vậy thôi, cũng là sinh ký tử quy, mà cũng là gọi là có một cái gọi là, những cái gì, nhân quả, cũng như nhân quả, ai gieo giống chi thì gặt giống nấy, thấy không, nó cũng vậy hết trơn à. Nhưng mà có một cái là trong cái gọi là cái bụi trần ta tạm gửi này, ta phải ráng rủ sạch cái nợ của cái người thì mình mới về việc là thế. Bởi vì nếu mình không rủ sạch đó là về không được, nặng quá. Cho nên bởi vì trong Đạo Chúa có cái câu mà Chúa Giêsu nói một câu rất là nổi tiếng đó. Người giàu mà vào nước thiên đàng còn khó hơn con lạc đà chui qua cái lỗ kim. người giàu vào nước trời khó hơn lạc đà chui lỗ kim. Đúng là không phải là lỗ của cái kim, nó là cái thành á, cái thành quách nó có những cái cửa lớn mà tối mà về mà trễ đó, thì nó có mấy cái cửa nhỏ nhỏ dưới này, lạc đà mà muốn về phải chui xuống dưới, chui mấy cái lỗ gọi là lỗ kim, mà khi chui vào á thì phải sao, phải bò xuống, phải khiêm nhường bò xuống nó mới thấp. Rồi sao nữa? Phải gửi bỏ hết ba cái gánh hàng, cái gánh nặng trên cổ, trên lưng thì mới đi qua được. Chứ còn đeo theo nhiều quá, không có đi vào được. Không phải kim khâu. Cái lỗ kim là cái lỗ thành đấy. Lỗ thành đấy, thấy không? Cho nên, chứ làm sao mà cái lỗ cái kim đâu có ai nói. Nhưng mà cái văn hóa nó có cái câu nó như vậy. Lỗ kim ai cũng hiểu lầm là cái kim đó. Có cái lỗ thành mà con lạc đà muốn chui vào á, thì phải bò xuống. Cho nên muốn vào được nước trời, con người phải khiêm nhường trước, lết đi chậm chạp, chậm rãi một cách khiêm cung và mà vứt hết không còn cái nợ nần của cuộc đời nữa thì mới vào được. Em muốn kêu là Phật giáo cũng được vậy.